Kinh Thánh Cựu Ước Sách Tiên Tri Daniel Từ chương 1 đến chương 14 Trẻ em hiếp ri trong đền vua Nabucodonosor Năm thứ ba triều Duyavim, vua Gia vua Juda Nabucodonosor vua Babel tới Jerusalem đã và đã vây thành Đức Chúa đã nộp vào tay ông Duyavim, vua vua Juda và một phần đồ thờ trong nhà của thiên chúa ông đã đem về đất sinia nơi nhà thần linh của ông ông đã đem các đồ thờ đặt trong nhà kho báu của thần linh ông thờ nhà vua dạy abner là quan thái giám lựa lấy ít người con cái israel thuộc hoàng tộc vào hàng quý phái những thanh niên mình mẩy không tật Vẽ mặt xinh xắn tinh khôn mọi lẽ thông minh, hiểu biết, có khả năng chầu trực đền vua. Ông phải dạy cho họ chữ nghĩa và tiếng nói của người canh Nhà vua phân định cho họ mỗi ngày một phần thịnh soạn của nhà vua và rượu vua uống. Người ta phải gầy tạo họ ba năm. Cuối ba năm, họ sẽ được vào chầu trực trước mặt vua. Trong những người con cái Judah ấy có Daniel, Khananya, Misael và Azaria. Quan thái giám đặt tên cho họ. Ông đặt tên cho Daniel là Belsasa. Khananya là Sara. Misael là Mesa và Azaria là Abenego. Daniel đã định trong lòng là không để mình miễn nhiễm uế bởi thịnh soạn của ấy nhà vua và rượu vô uống ông tìm cách dàn xếp với quan thái giám để khỏi bị nhiễm uế. Thiên Chúa đã ban cho Daniel gặp được nhân hậu. Từ tâm nơi quan thái giám, quan thái giám mới nói với Daniel: Ta sợ đức vua, Chúa công ta, ngài đã phân định vật ăn thức uống của các em. Tại sao lại để ngài thấy nét mặt các em thiểu não, xúc thua mặt mày các thanh niên đồng trang với các em? mà làm ta mắc tội mất đầu với đức vua Daniel nói với người gác giang và quan thái giám đã đặt trong nôm Daniel, Khananya, Misael và Azaria. Xin ông cứ thử nghiệm các tôi tớ của 10 ngày. Các tôi tớ của ông 10 ngày, xin cho chúng cháu ăn rau và uống nước lã. Rồi ông nhìn xem vẻ mặt của chúng cháu và vẽ mặt của những thanh niên được ăn thịnh soạn của nhà vua. Thấy sao, xin ông cứ việc làm như vậy đối với các tôi tớ của ông. Ông ấy đã nghe lời họ đề nghị và đã thử nghiệm họ 10 ngày. Mãng 10 ngày, vẽ mặt họ tốt tươi và da thịt béo mập hơn tất cả các thanh niên được ăn thịnh soạn của nhà vua. Nên từ đó, người gác gian đã cắt đi phần thịnh soạn và rượu uống dành cho họ mà chỉ cho họ ăn rau thôi bốn trẻ ấy đã được thiên chúa ban cho tri thức và tri thông chủ chữ nghĩa đủ thứ khôn ngoan còn daniel được am hiểu về mọi thị kiến và mộng triệu mãn những ngày nhà vua đã định phải đem họ vào triều quan thái giám đã đem họ ra mặt nabucodonosor vua đã ngỏ lời với họ trong số họ hết thảy không gặp được ai bị kịp daniel khananja misael và Ria và họ đã chầu trực trước nhan vua về mọi điều phải nại đến không ngoan hiểu biết mà nhà vua đem bàn hỏi với họ ông đã nhận thấy họ vượt gấp mười mọi nhà chim bóc và pháp sư có trong toàn đế quốc của ông Daniel đã cứ như thế mãi cho đến năm thứ nhất đời vua Kiro. Năm thứ hai triệu Nabucodonosor. Nabucodonosor đã thấy chim bao. Ông bị xúc động tâm thần khiến mắt cản giấc ngủ. Vua dạy phải triệu đến các nhà chim bóc pháp sư phù thủy và các người can đô ngõ hầu họ loan báo cho vua biết giấc chim bao của ông họ đã vào chầu vua vua nói với họ trẫm đã thấy chim bao và trẫm đã bị xúc động tâm thần những muốn biết đã thấy gì trong chim bao các người Can đu tâu vua bằng tiếng aram vạn đế vạn vạn tuế cuối sinh bị hạ nói cho bài tôi biết giấc chim bao Lũ hạ thần sẽ tâu trình lời giải thích Đáp lại vua nói với các người can đu Chắc thật điều tự trẩm ban ra Nếu các khanh không tâu trẩm biết vì giấc chim bao và lời giải thích Các khanh sẽ bị phanh thay thành mảnh Và nhà các khanh sẽ thành phân rác nhưng nếu các khanh tâu trình lên được giấc chim bao là lời giải thích và lời giải thích thì quà vặt tặng phẩm và vinh dự lớn là điều các khanh sẽ lãnh nơi trẫm ấy vậy hãy tâu trình trẫm hay vì dắt chim bao và lời giải thích họ đáp lại lần thứ hai và tâu rằng khấn xin hoàng thượng nói cho bầy tôi dắt chim bao của ngài và lũ hà thằng sẽ tâu trình lời giải thích đáp lại vua nói đã hẳn trẫm biết các ngươi tìm cách gạt gỡ gạt thời giờ bởi vì các ngươi biết là chắc thực điều tự trẫm ban ra là nếu các khanh không tỏ cho trẫm biết giấc chim bao thì chính cũng một án ấy trên đầu các khanh các khanh cùng nhau lập mưu nói trước mặt trẫm những lời léo láo hư không để chờ cho thời thế đổi thay ấy vậy hãy nói cho trẫm giấc chim bao và trẫm sẽ biết là các khanh có thể tâu trình lời giải thích các người can đâu đáp lại trước mặt vua và nói không một người nào trong thiên hạ lại có thể nói ra điều hoàng thượng hỏi đó vì thế cho này không hề có vua nào dẫu lớn lao quyền phép đến đâu đã đi hỏi một nhà chim bóc pháp sư hay can đu nào một điều như thế điều hoàng thượng đòi thật là khó khăn trừ phi là thần linh những vị không có nhà chung chạ với nòi phàm thì chẳng có ai tâu trình ra trước mặt hoàng thượng được đến đó nhà vua nổi cơn lôi đình đùng đùng nổi giận ông truyền tu diệt tất cả các hiền nhân babylon chiếu chỉ ban ra các hiền nhân sắp bị xử tử người ta tìm bắt để xử tử cả daniel và các bạn của ông bấy giờ daniel một cách khôn khéo và lễ độ vẫn hỏi ariot hồng lô tự khanh của vua người được phái ra coi việc xử tử các hiền nhân babylon ông lên tiếng với ariot thưa quan lớn của đức vua Tại sao lại cấp bách như vậy? Chiếu chỉ do đức vua ban xuống. Bấy giờ Ariot mới tỏ cho Daniel biết tận sự. Và Daniel đã đi xin vua gia hạn cho mình để có thể trình lên vua lời giải thích. Đoạn Daniel lui về nhà và tỏ cho Khanaya, Misael và Azaria biết tận sự để cùng nhau khẳng sinh lòng thương xót của thằng trên trời về màu nhị máy đừng để cho Daniel và các bạn của ông bị tru diệt làm một với các hiền nhân Babylon khác. Bấy giờ Daniel được mặc khải về bí nhiệm trong thị kiến ban đêm và Daniel đã chúc tụng thần trên trời. Daniel cắt tiếng mà nói rằng chúc tụng danh của Thiên Chúa từ đời đời cho đến đời đời vì là của người không ngoan cùng dũng lực chính người đang thay đổi các thời các tiết, đấng truất phế các vua, đấng thiết lập các vua, đấng ban khôn ngoan cho hạng khôn ngoan và tri thức cho người hiểu biết, chính người đấng mặc khải những điều thẳm sâu bí ẩn, đấng biết có gì trong đêm tối và ánh sáng ở chung với người, với người lạy thiên chúa của cha ông tôi, tôi dâng lời khen ngợi tán dương vì người đã ban cho tôi khôn ngoan và dũng lực. Và nay người đã cho chúng tôi biết điều chúng tôi xin người Ấy là người đã cho chúng tôi biết điều vua muốn biết Thế rồi Daniel lên gặp Oriot Người đã được giao nhiệm vụ tru diệt các hiền nhân Babylon Ông đã đi và nói với viên chức ấy rằng Xin ông đừng tru diệt các hiền nhân Babylon Xin dẫn tôi lên trước mặt đất vua Tôi xin trình vua lời giải thích bấy giờ Arios cấp tóc dẫn Daniel lên trước mặt vua. Ông tâu rằng, thằng đã gặp trong những người Judah lưu đày một người sẽ trình hoàng thượng biết lời giải thích. Vua lên tiếng với Daniel, đội tên là Belsasa. Phải chăng là ngươi có thể tỏ cho trẫm biết giấc chim bao trẫm đã thấy và lời giải thích chim bao ấy? Daniel lên tiếng trước mặt vua và nói, bí nhiệm hoàng thượng hỏi, có hiền nhân, các pháp sư hay chim bắp tướng số đều không tài nào có thể trình bày lên hoàng thượng hay. Song le có thần trên trời đắng mặt khải những màu nhiệm. Người đã cho đức vua biết điều gì sẽ xảy ra, sẽ xảy đến vào lúc niên cùng thế tận. Chim bao của hoàng thượng và những thử kiến đầu óc hoàng thượng được tên long sàng thì này đây. Với ngài tâu hoàng thượng khi trên long sàng đã nảy lên những ý nghĩ vì những gì sẽ xảy đến sau này và đắng mặc khải những màu nhiệm đã cho ngài biết về sự gì sẽ xảy đến phần tôi không phải vì nơi tôi có sự khôn ngoan nào vượt mọi sinh linh và màu nhiệm mà màu nhiệm đã được mặc khải ra cho tôi nhưng chính là để hoàng thượng được biết lời giải thích và am tường những ý nghĩ của lòng ngài phần ngài tao hoàng thượng Ngài đang nhìn thì này một pho tượng lớn Tượng ấy thật khổng lồ Sáng chói kỳ lạ sừng sững đứng trước mặt hoàng thượng Vẽ coi đáng sợ Đó là một pho tượng mà đầu là vàng rồng Ngực và cánh tay là bạc Bụng và bắp vế là đồng Cẳng chân là sắt Bàn chân là phần sắt Phần là xanh Ngài đang mãi nhìn thì từ núi một hòn đá tách ra Mà không do tay nào cả nó đập vào chân tượng bằng sắt và bằng sành và đã nghiền tán chúng. Bấy giờ tất cả một trạc đều bị nghiền tán. Sắt với sành, đồng, bạc với vàng, tất cả ra như trấu trên sân lúa mùa hè và gió cuốn chúng đi. Không còn dấu vết chúng đâu nữa. Còn hòn đá đập vào pho tượng thì đã trở thành một khối núi lớn, choáng cả cõi đất. Đó là giấc chim bao. Còn lời giải thích Hạ thần xin tâu trước mặt hoàng thượng Chính ngài Tâu hoàng thượng Ngài là vua trên các vua Thần trên trời đã ban cho ngài Một đế quốc với quyền năng Uy thế và vinh dự Bất kể chúng ở nơi nào Con cái loài người giả thú và chim trời Người đã trao tay ngài Và đặt ngài thống trị chúng hết thảy Chính ngài là đầu bằng vàng sau ngày một nước khác trỗi dậy kém thua nước của ngài rồi lại một nước thứ ba tức là đồng nó cũng sẽ thống trị trên toàn cõi đất xảy đến nước thứ tư cứng như sắt cũng như thể như sắt nghiền tán nát nghiền nát tán vụn mọi sự nó sẽ nghiền tán đập tan chúng hết thảy y như sắt đập phá tan thành và điều ngài thấy bàn chân và các ngón một phần là đồ sành thợ gốm và phần khác là sắt. Thế sẽ là một nước bị phân liệt, cốt nó có phần là sắt. Như ngài đã thấy có sắt pha lẫn với đồ sành đắt thó. Nhưng các ngón chân phần là sắt, phần là xanh. Vậy một phần nước ấy mạnh và một phần sẽ yếu. Và điều ngài thấy sắt pha lẫn với đồ sành đắt thó. Chúng sẽ pha loại lai giống người với nhau nhưng chúng không ăn khít với nhau được. Ấy cũng một thể như sắt không pha lẫn được với sành. Vào những ngày các vua ấy, thằng trên trời sẽ cho chỗ dậy một nước đời đời không bị hủy diệt. Nước ấy sẽ không bao giờ chuyển cho một dân nào khác. Nó sẽ nghiền tán và làm tán tặng mọi nước kia. Còn nó, nó sẽ đứng vững đời đời. Cũng một thể như từ núi, hòn đá tách ra mà không do tay nào cả. Và đã nghiền tán sắc đồng, sành, bạc với vàng. Thằng lớn lao đã cho hoàng thượng biết những gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chim bao có bảo đảm và lời giải thích đáng tin. Bây giờ vua Nabucodonosor sắp mặt xuống đất mà lại Daniel. Ông truyền đem đồ cúng và hương thơm tế dân Daniel. Vua các tiếng nói với Daniel. Quả thật, thằng của các ông là thằng của chư thần, là chúa của các vua đắng mặc khải các màu nhiệm vì ông đã có thể mặc khải màu nhiệm này. Đoạn vua phong Daniel làm đại thần và ban tặng cho ông quà vặt lớn lao vô số kể. Vua đã đặt ông làm tổng trấn trên tất cả hạt Babylon và làm đại lãnh tụ trên tất cả các hiền nhân Babylon. Daniel đã xin vua đặt Sara, Mesha và Ebernago lo việc cai hạt Babylon. Vậy Daniel đã tham dự triều chính của vua. Vua Nabucodonosor đã làm một tượng vàng cao 60 xích rộng 6 xích Ông dựng tượng ấy trong cánh đồng Dura Thuộc hạt Babylon Vua Nabucodonosor sai đi triệu tập các vị bảo quốc Các viên động lý Các vị tổng trắng tư vấn tư khố Nhân sĩ ngự sử Và mọi thống đốc các hạt Để đến cung hiến Tượng vua Nabucodonosor đã dựng Bây giờ các vị bảo quốc các quan đại thần, các vị tổng trấn, tư vấn, tư khố, nhân sĩ, ngự sử và mọi thống đốc các hạt đã tập hợp lại để cung hiến tượng của vua Nabucodonosor đã dựng. Họ đứng trước tượng vua Nabucodonosor đã dựng. Lệnh sứ hết sức hô lên, bớ chúng sinh thuộc các dân, các rợ, các tiếng nói, truyền cho các ngươi điều này. Thoạt khi nào các ngươi nghe tiếng loa, sáo, đàn cầm, đàn tam, hạt cầm tiêu địch và mọi thứ âm nhạc các ngươi sẽ phục mình bái lại tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. Ai không phục mình bái lại thì ngay giờ ấy sẽ phải quăng vào giữa lò lửa phần phần. Bởi thế Thoạt lúc tất cả các dân nghe tiếng loa, sáo, đàn cầm, đàn tam, hạt cầm, tiêu địch và mọi thứ âm nhạc thì tất cả các dân, các nước và các tiếng nói đều phục mình bái lại tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. Ngay lúc ấy, có những người canh lại gần tố cáo người do dạ thái. Chúng lên tiếng thưa với vua Nabucodonosor, hoàng đế vạn tuế, chính ngài tao hoàng thượng. Ngài đã ra chiếu chỉ bắt mọi người là hệ ai nghe tiếng loa sáo đàn cầm đàn tam hạt cầm tiêu địch và mọi thứ âm nhạc thì phải phục mình bái lại tượng vàng ai không phục mình bái lại sẽ phải quăng vào giữa lò phần phần có ít người những người do thái đã đặt cai hạt babylon sadra mesa và albernago các người ấy đã không kể gì đến hoàng thượng tâu hoàng thượng họ không thờ thần của hoàng thượng và tượng vàng hoàng thượng đã dựng họ không bái lại bây giờ vua ca nabucodonosor tức cuồng nổi phẫn truyền điệu sara mesa và ebanago đến lập tức các ông ấy bị điệu đến trước mặt vua Nabucodonosor lên tiếng với họ Sapra Mesa Abenago Có thật là các ngươi không thờ các thần của ta và không bái lại tượng vàng ta đã dựng không bây giờ nếu các ngươi sẵn sàng thì thoạt vừa nghe tiếng loa sấm tiếng loa sáo đàn cầm đàn tam hạt cầm tiêu địch và mọi thứ âm nhạc các ngươi sẽ phục xuống bái lại tượng ta đã làm nhược bằng các ngươi không bái lại thì ngay giờ này các ngươi sẽ bị quăng vào giữa lò lửa phần phần và thử hỏi có thằng nào sẽ cứu được các ngươi thoát khỏi tay ta tà. đáp lại sabra mesa và Ibernego tàu với vua nabucodonosor nào cần gì chúng tôi phải trả lời cho ngài về điều ấy nếu thiên chúa của chúng tôi đắng chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi người sẽ cứu chúng tôi thoát khỏi lửa lò lửa phần phần cũng như khỏi tay ngài tàu đức vua và nếu Người không cứu thì tâu đất vua Xin nói để ngài biết là thần của ngài chúng tôi không thờ Và tưởng vàng ngài đã dựng chúng tôi không bái lại Bây giờ Nabucodonosor lòng đầy phẫn nộ Dung mạo mặt mày biến sắc với Sabra, Misa và Ibernago Ông lên tiếng truyền phải đốt lò gấp 7 lần như hơn như thường đốt Rồi ông truyền cho những người lực lưỡng nhất trong đạo binh của ông Trói Sabra Mesa và Abanago lại mà quăng vào lò lửa phần phần. Bây giờ người ta trói các ông ấy lại với cả Simi, mũ mạo lẫn áo sống. Họ đã quăng vào giữa lò lửa phần phần. Nhưng bởi lệnh vua thúc bắt và lò cháy dữ dội, nên những người đem quăng Sabra Mesa và Abanago vào lò đã bị ngọn lửa giết chết. Còn ba người kia... Sara, Mesa và Abenago đã rơi vào Mình bị trói chặt giữa lò lửa phần phần Rồi họ đi lại giữa ngọn lửa mà ngợi khen chúc tụng chúa Azaria đứng nguyện, đứng cầu nguyện thế này Giữa lò ông mở miệng và nói Chúc tụng chúa, thiên chúa của cha ông chúng tôi Người đáng ca ngợi và danh người đáng chúc vinh cho đến muôn đời vì người thật trí công trong mọi sự người làm cho chúng tôi Mọi việc người làm thảy đều chính đính Đều chính đính Và đường lối người ngay thẳng Mọi phán quyết của người đều là sự thật Người đã tuyên án chiếu theo lẽ thật Trong mọi sự người đã dán xuống trên chúng tôi Và chiếu theo sự thật và đất công minh Chính tội lỗi Chính bởi tội lỗi chúng tôi Người đã dán xuống tất cả những điều ấy Quả chúng tôi đã phạm tội đã ở vô đạo bội phản với người, trong mọi sự chúng tôi đã lỗi lầm, chúng tôi đã không tuân lệnh của người, chúng tôi đã không tuân giữ, không làm cho người đã truyền dạy cho chúng tôi được phúc. Vâng, mọi sự người đã giáng xuống trên chúng tôi và mọi sự người đã làm cho chúng tôi, người đã làm hoàn toàn theo đức công minh, người đã phó nộp chúng tôi trong tay địch thù vô đạo, những kẻ phản đạo ác ôn, cho vua Bắc lương, xấu xa nhất thiên hạ. Thật Bây giờ chúng tôi không còn phương mở miệng Xấu hổ sĩ nhục đã là phần dành cho các tôi tớ của người Những kẻ thờ phượng người Vì danh người xin đừng bỏ mặt chúng tôi mãi mãi Xin đừng tán phá Xin đừng phá tán giao ước của người Xin đừng rút lại lòng nhân của người với chúng tôi Vì Abraham Kẻ người yêu mến Vì Isaac tôi tá của người Và gia cốt đắng thánh của người Họ đã được người phán với mà rằng Dòng giống họ sẽ được đông như sau trên trời Như các bãi biển Lạy Chúa Chúng tôi đã ra ít oi bé nhỏ thua mọi dân nước Ngày nay chúng tôi đã ra hẹn nhắc trên toàn cõi đất Vì tội lỗi chúng tôi Lúc này không còn thủ lãnh tiên tri hay người lãnh đạo Không còn thượng hiến lễ tế cúng vật hương thơm Không còn chỗ dân tiên thường hồng mong gặp được xót thương Nhưng ước gì với sinh mạng nát nghiền Và thần khí khú đốn hạ Chúng tôi được chiếu nhậm làm như toàn thiêu chiên bò Làm như vạn vạn cừu béo Ước gì được như thế Lễ tế của chúng tôi hôm nay trước nha người Và lời chúng tôi cam cái theo người Vì chúng tôi không thẹn những ai tin cậy nơi người Và nay chúng tôi theo người hết lòng và kính sợ người Chúng tôi tìm kiếm nha người Xin đừng để chúng tôi phải thẹn Nhưng xin xử với chúng tôi theo lượng khoan dung Chiếu theo nhân nghĩa vô biên của người Xin làm sự lạ như xưa giải thoát chúng tôi Xin hãy tôn vinh danh người lạy chúa Và chúng hãy bị hổ thẹn Những kẻ gia hại các tôi tớ người Chúng hãy xấu hổ mắt thấy quyền năng uy thế Và sức mạnh chúng tan tành Chúng hãy nhận biết Người là chúa thần độc nhất Và vinh hiển trên khắp hoàng vũ Các thủ hạ của vua không ngớt đốt lò bằng dầu Nhựa chai, bùi nhùi, cành nho ngọn lửa bốc lên bên trên lò chính 49 xích nó lan ra và thiêu cháy những người canh đu bắt gặp trên cạnh lò thằng sứ của chúa xuống trong lò với Ajaria và các bạn ông ngài tạt ngọn lửa ra khỏi lò ngài làm như giữa lò có gió hiu sóng sương mát khiến lửa không bén đến một mình họ tí nào lửa đã không làm họ phải phiền hà hay khó chịu Bây giờ cả ba như cùng một miệng họ ca tụng chúc vinh ngợi khen Thiên Chúa trong lò lửa mà rằng Người đáng chúc tụng lại Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi đáng ca ngợi siêu tôn cho đến muôn đời Và đáng chúc tụng thánh danh vinh hiển của người, đáng ca ngợi siêu tôn cho đến muôn đời Người đáng chúc tụng trong điện thờ vinh thánh người, đáng được âu ca và tôn vinh tuyệt đỉnh cho đến muôn đời Người đáng chúc tụng trên ngai nước người, đáng ca ngợi siêu tôn cho đến muôn đời. Người đáng chúc tụng đắng dò đáy thẳm đáng ngự Kerubim, đáng ca ngợi, đáng ca ngợi siêu tôn cho đến muôn đời. Người đáng chúc tụng trên vùng trời xanh, đáng được âu ca và tôn vinh cho đến muôn đời. Công việc của Chúa hết thảy, hãy chúc tụng Chúa, hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. Thằng sứ của Chúa hãy chúc tụng Chúa, hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời hỡi các tầng trời hãy chúc tụng Chúa, hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. Nước trên các tầng trời hết thảy hãy chúc tụng Chúa, hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. Các quyền năng hết thảy hãy chúc tụng Chúa. Hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. Mặt trời mặt trăng hãy chúc tụng Chúa. Hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. tinh tú trên trời hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời mưa và sương hết thảy hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời gió bão hết thảy hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời lửa và nắng thiêu hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời đông hàng và giá lạnh hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời mưa móc và tuyết xương hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời băng giá và khí lạnh hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời xương <laughs> và tuyết hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời đêm và ngày hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời ánh sáng và tối tăm hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời sấm chớp mây mù hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời ước gì đắc hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời núi cao gò nóng hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời mọc loài mọi loài mọc lên trên đất hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời các nguồn suối mạch hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời biển cả sông ngoài hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời thùng lùng và mọi loài sống động trong nước hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời chim trời hết thảy hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời mảnh thú và súc vật hết thảy hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời con cái loài người hãy chúc tụng chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời Israel hỏi hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời tư tế của Chúa hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời các tôi tới Chúa hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời thần hồn những người công chính hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời chư thánh và những kẻ lòng khiêm hãy chúc tụng Chúa hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời. khananja Ajaria, Misael hãy chúc tụng Chúa, hãy ca ngợi siêu tôn người cho đến muôn đời, vì người đã giật ta khỏi âm phủ và cứu ta khỏi tay tự thần và lôi ra khỏi ngọn lửa phân phân, cùng giải thoát ta khỏi hỏa hào. Hãy tán tụng Chúa vì người tốt lành, vì sẽ bền máy lòng nhân của người. Hãy dâng lời chúc tụng hết thảy những ai tôn thờ Chúa thằng của chư thần hãy ngợi khen hãy tán tụng vì sẽ bền mãi lòng nhân của người bây giờ vua Nabucodonosor kinh hoàng ông vội vàng đứng dậy lên tiếng nói với các tư vấn của ông chúng ta đã chẳng quăng ba người bị trói vào lửa sao họ đáp lại và nói tâu đức vua hắn thật là thế ông lại lên tiếng và nói kìa à, ta thấy có bốn người thông dong đi giữa lửa không một vết thương còn dáng vẻ người thứ tư thì giống tờ một vị con thần. Bây giờ Nabucodonosor lại gần miệng lưỡi phần phần ông cắt tiếng nói Sarra, Besa và Ebenego những tôi tớ của thần tối cao ra đi lại đây. Bây giờ Sarra, Mesa và Ebenego từ giữa lửa bước ra. Các vị bảo quốc, các quan đại thần, các tổng trấn và tư vấn của vua tập hợp lại và thấy rằng với các ông lửa chẳng có quyền gì cả trên thân mình họ Tóc đầu họ không bị xém xiêm y họ không ra khác Mùi lửa cháy cũng chẳng bén đến họ Nabucodonosor cắt tiếng nói Chúc đụng thần của Sabra, Mesa và Abadago Vì người đã sai thần sứ của người đến cứu các tôi tớ người Những kẻ trông cậy vào người và đã dám lỗi lệnh vua những kẻ đã thấy nộp xác mình chứ không chịu thờ phượng bái đại thần nào khác ngoài thần của họ. Vậy chỉ dụ tự trẫm ban ra là bất cứ nơi dân, nước hay tiếng nói nào, ai mà nói lời hư từ xúc phạm đến thần của Sapra, Mesa và Abenago thì sẽ bị phân thay thành mảnh. Nhà cửa nó sẽ thành phân rác. Quả không có thằng nào có thể cứu thoát như vậy. Bây giờ vua cho Sada, Mesa và Abadago được thăng tiến thịnh đoạt trong hạt Babylon. Hoàng đế Nabucodonosor tư cho tất cả các dân, các rợ, các tiếng nói ở khắp cõi đất. Bình an dãy tràn cho các ngươi. Dấu thiên và sự lạ thần tối cao đã thi hành ra nơi trẫm. Trẫm lấy làm vui sướng thông trì. Lớn lao thay các dấu thiên của người. Những sự lạ của người quyền phép là bao nước của người nước hằng có quyền của người tồn tại đời đời trẫm nabucodonosor trẫm đang an nhàn tự gia và thịnh mậu nơi cung điện trẫm đã thấy chim bao làm trẫm phải khiếp và trên long sàng những tư lự những tư tưởng trong đầu óc làm trẫm kinh hoàng bởi lệnh trẫm chiếu chỉ ban hành phải triệu đến trước mặt trẫm tất cả những người khôn ngoan ba bèo để họ cho trẫm biết lời giải thích vì chim bao bây giờ các nhà chim bóc pháp sư canh đô thuật số đến trước mặt họ trẫm đã kể lại giấc chim bao nhưng lời giải thích họ đã không nói được cho trẫm biết sau cùng trước mặt trẫm daniel đến đậu danh là besasa chiếu theo danh thần của trẫm một người có nơi mình thần khí của các thần thánh Trẫm đã thuộc lại cho y dắt chim bao Bè xà đại chim bóc Trẫm biết Nhà ngươi được có nơi mình thằng khí Các thằng khánh Không có màu nhiệm nào lại là khó khăn đối với nhà ngươi Đây là những thử kiến Trẫm đã thấy trong dắt chim bao Nhà ngươi hãy giải Hãy ra lời giải thích cho Trẫm Thị kiến đầu óc ta dồn dập trên lông sàn Ta đang nhìn thì này một cây cổ thù ở giữa cõi đất vóc nó cao lắm cây cổ thụ ấy mọc lớn và nên hùng vĩ vóc vương thấu trời thấy được mái tận cùng cõi đất lá nó xinh tươi lại có lắm quả có nơi nó thức ăn cho mọi loài bên dưới thì giả thú nấp bóng trên cành chim trời trú đậu mọi sắc phàm nơi đó được của nuôi thân trên long sàng giữa những thị kiến đầu óc chậm nhìn thì này một vị canh thức một vị thánh tự trời xuống ngài kêu lớn tiếng và phán rằng đốn cây cổ thụ này đi hãy chặt nhánh hãy tút lá hãy vung quả cho thú vật trốn khỏi bóng và chim chóc khỏi cành nhưng gốc rễ nó hãy để yên trên đất bằng xích sắt xiềng đồng giữa cỏ đồng nội cho nó dầm sương ngoài trời với thú vật, nó hãy chia phần cỏ trên đất, Lòng nó hãy đổi mắt tính người, Hãy cho nó lòng dạ con vật, Bảy thời hãy vần chuyển trên mình nó, Sắc này bởi quyết định của các vị canh thức, Án này do lời của chư thánh, Ngõ hầu mọi sinh linh nhận biết, Chính thượng đế cai trên nước người phàm, Và người cho ai, tùy người muốn, Kẻ mặt hạng giữa người phàm, Ngươi cắt nhắc lên Thế đó Chim bao trẫm đã thấy trẫm hoàng đế Nabucodonosor Còn nhà ngươi bé xoa xa Ngươi hãy nói lời giải thích Bởi chừng tất cả các kẻ khôn ngoan trong nước trẫm Đều đã không giải thích cho trẫm biết làm sao Còn nhà ngươi Nhà ngươi có khả năng Vì nơi nhà ngươi có thằng khí của các thằng khánh Bây giờ Daniel đội danh Bê-sa-sa -sa đứng đờ người ra một lát. Các ý tưởng của ông làm ông kinh hoàng. Vua mới lên tiếng nói Bê-sa-sa. Chở đĩa chim bao và lời giải thích làm ngươi kinh hoàng. Bê-sa-sa -sa đáp lại lời và nói. Tâu chúa công, ước gì chim bao ấy được dành cho những kẻ ghét ngài. Và lời giải đem về những kẻ thù ngài. Cây của thù ngài đã thấy mọc lớn và nên hùng vĩ vóc vương thấu trời và thấy được khắp cõi đất lá nó xinh tươi lại có lắm quả có nơi nó thức ăn cho mọi loài bên dưới thì giả thú ở trên cành nó có chim trời ngụ chính ngày đó tâu hoàng thượng ngày đã nên lớn lao nên hùng mạnh sự lớn lao của ngày sẽ cứ lớn thêm mãi vương thấu trời và y quyền đến mút cùng cõi đất và còn điều Ngài đã thấy Tâu Hoàng Thượng Một vị canh thức Một vị thánh từ trời xuống và phán Đốn cái cổ thụ này đi Hãy hủy diệt nó đi Nhưng gốc rễ nó Hãy để yên trên đất Bằng xích sắc xiền đồng giữa đồng Giữa cỏ nội Cho nó dầm sương ngoài trời Với giả thú Nó hãy chia phần Cho đến khi bảy thời Đã vần chuyển trên mình nó Đây là lời giải thích tâu hoàng thượng đó là quyết định của thượng đế đã ra tranh đức vua chúa cầm tôi ngài người ta sẽ đuổi ngài khỏi giữa loài người với giả thú ngài sẽ phải ở chung người ta sẽ nuôi ngài bằng cỏ như nuôi bò ngài sẽ phải dầm sương ngoài trời bảy thời sẽ xoay vần trên ngài cho đến khi ngài nhận biết thượng đế là chủ tể trên nước người phàm và người ban cho ai tùy người muốn. Còn về điều người ta đã thấy, gấp rễ cây ấy phải để yên. Ấy là nước sẽ được duy trì cho ngài. Sau khi ngài nhận biết chính trời là chủ tể, cho nên Tâu Hoàng thượng ước gì ngài vui lòng cho hạ thần khuyên điều này. Các tội của ngài hãy lấy việc nghĩa chuộc lại và các lỗi của ngài bằng chánh thương những kẻ khốn khó. Có lẽ ngài sẽ được kéo dài an nhàn. Các điều ấy đã xảy đến cho vua Nabucodonosor. 12 tháng sau, nhân khi thản bộ trên hoàng cung Babylon, nhà vua các tiếng nói: "Đó lại không phải là Babylon vĩ đại, ta đã xây lên làm nhà của triều đại do quyền năng sức mạnh của ta làm vinh dự oai phong của ta sao?" Lời chưa dứt miệng nhà vua thì một tiếng từ trời giáng xuống chính với người người ta nói đây hỡi ý vua nabucodonosor nước đã lục khỏi tay người người ta sẽ đuổi ngươi khỏi giữa loài người với giả thú ngươi sẽ phải ở chung người ta sẽ nuôi ngươi bằng cỏ như nuôi bò bảy thời sẽ xoay vần trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết thượng đế là trên nước người phàm và ngươi và người ban cho ai tùy người muốn. Ngay lúc ấy lời đã ứng nghiệm trên Nabucodonosor. Ông đã bị đuổi khỏi giữa loài người. Ông đã phải ăn cỏ như bò. Thân mình ông đã phải dầm xương ngoài trời. Cho đến khi tóc ông mọc lên như lông phụng hoàng. Và móng tay ông như ông như móng chim. Và móng tay chân ông như móng chim. mãn những ngày đã định. Trẫm là Nabucodonosor trẫm đã ngước mắt lên trời và trí khôn đã trở lại với trẫm. trẫm đã chúc tụng đấng tối cao, trẫm đã tán tụng tôn vinh đấng hằng sống. chủ quyền của người, chủ quyền hằng có và nước của người bền mãi đời đời. tất cả dân cư trên đất đều kể như không. người muốn sao thì người làm vậy với đạo binh trên trời với người cõi đất. ai nào cản được tay người hay dám nói với người ông làm gì vậy? Bây giờ đây Trí Khôn đã trở về với Trẩm Ngoài phòng lẫm liệt của Trọng đã trở lại với Trẩm Là mối vinh dự cho triều đại Trẩm Các tư vấn, các đại thần của Trẩm Nhiệt liệt hoan hô Trẩm Trẩm được tái lập trên nước của Trẩm Và quyền lớn lao rất mực của Trẩm được gia tăng Vậy nay Trẩm là Nabucodonosor Trẩm tán Tùng tôn dương và chúc vinh vua trời Mọi việc người, người làm đều là sự thật đường lối của người thay thảy công minh những ai bước đi ngạo nghĩa người có phương hạ xuống vua Bát-ta-sa làm tiệc lớn đãi một ngàn đại thần trước mặt ngàn người ấy ông uống rượu xong một chầu rượu Bát-ta-sa truyền đem lại những chén bát vàng bạc nabucodonosu cha ông đã lấy nơi đền thờ jerusalem về. để nhà vua và các đại thần cùng công phi thể nữ uống Bây giờ người ta đã đem lại những chén bát vàng bạc đã lấy nơi đền thờ của nhà thiên chúa ở Jerusalem và vua cùng các đại thần và cung phi thị nữ đều uống họ uống và tán tụng những thần bằng vàng bạc đồng sắt gỗ đá ngay lúc ấy chìa ra những ngón tay của một người viết trên vách tường của hoàng cung đằng trước trụ đăng nhà vua nhìn thấy mút bằng tay đang viết bây giờ vua biến sắc mặt với những ý nghĩ kinh hoàng gân cốt sườn ong như bung ra hai đầu gối va nhau cầm cập vua kèo lớn tiếng dạy phải triều đến các pháp sư những người canh đu các nhà thuộc số đoạn vua các tiếng nói với các hiền nhân ba bèo bất kỳ ai đọc ra những chữ ấy và trình bày cho trọng lời giải thích sẽ được mặc cảm bào cổ đeo kiền vàng và cầm quyền như vị thứ ba trong nước. Bây giờ tất cả các bậc không ngoan của nhà vua đi vào, nhưng họ đã không tài nào đọc được chữ viết và giải thích cho vua biết làm sao. Sự ấy khiến vua xa rất đổi kinh hoàng, sắc mặt biến hẳn. Các vị đại thần đều hốt hoảng hốt, vua và các đại thần đang nói, thì Hoàng Thái Hậu đi vào phòng tiệc. Hoàng Thái Hậu lên tiếng nói, Hoàng đế vàng tuế, Xin đừng để các ý nghĩ làm hoàng thượng kinh hoàng Và sắc mặt đừng biến dạng Trong nước của hoàng thượng có một người được có nơi Mình thần khí của các vị thần thánh Vào ngày phụ vương Người ta đã gặp thấy nơi ông ấy ánh sáng trí tuệ Của một sự không ngoan sánh được với sự không ngoan của thần linh Tiên vương Nabucodonosor Thân phụ hoàng thượng Đã đặt ông ấy làm đại chim bóc cai các pháp sư các người can du và các người thuộc số bởi chân nơi ông ấy ông daniel mà đức tiên vương đã đặt tên cho là basasa nơi ông ấy người ta gặp thấy thằng khí siêu đẳng với trí thức trí tuệ giải được chiêm bao cắt nghĩa được những lễ huyền nhiệm gỡ được những điều khúc mắt này hãy cho vời daniel đến và ông ấy sẽ trình bày lời giải thích bấy giờ người ta dẫn daniel vào trước mặt vua nhà vua lên tiếng nói với Daniel, Chính ngươi là Daniel trong nhóm lưu đày Juda mà tiên vương cha của ta đã dẫn từ Juda về. Về ngươi, ta đã nghe biết là nơi ngươi có thần khí của các thần linh và người ta gặp thấy nơi ngươi ánh sáng trí tuệ và khôn ngoan siêu đẳng. Nay người ta đã dẫn vào trước mặt ta các hiền nhân, các pháp sư để đọc chữ viết kia và cho ta biết lời giải thích. Nhưng họ đều không tài nào trình bày được sự ấy, phải giải thích làm sao? "Về ngươi, ta đã nghe biết là ngươi có biệt tài biện phân giải thích và gỡ được những điều khúc mắc, nếu bây giờ ngươi có tài đọc được chữ viết và giải thích làm sao cho ta biết, ngươi sẽ được mặc cẩm bào, cổ đeo kiền vàng và cầm quyền như vị thứ ba trong nước." Bây giờ Daniel đáp lại và nói trước mặt vua quà vặt của ngài xin dành để lại cho ngài và tặng phẩm của ngài xin ngài ban cho người khác xong thằng xin đọc chữ viết hoàng thượng vừa và tâu lời giải thích lên hoàng thượng tâu hoàng thượng thiên chúa tối cao đã ban cho nabucodonosor cha ngài vương quyền chức cả vinh dự oai phong bởi chức cả Thiên Chúa ban cho mọi dân, mọi nước và tiếng nói đều run sợ và khiếp hãi trước mặt ông. Ông giết ai tùy ý, ông để ai sống tùy ý, ông nhắc ai lên tùy ý, ông hạ ai xuống tùy ý. Và khi lòng ông đã ra tự cao và thần khí ông ra gan lì ngạo mạn ông đã bị hạ bị khỏi ngai vua, bị tước hết vinh dự Ông đã bị đuổi ra khỏi con cái loài người. Lòng trí ông như bụng dạ thú vật. Ông đã phải ở chung với lừa hoang, người ta nuôi ông bằng cỏ như nuôi bò. Thân mình ông đã phải dầm xương ngoài trời cho đến khi ông nhận biết Thiên Chúa tối cao là chủ tể trên nước người phàm và người cất nhắc ai lên tùy người muốn. Còn Ngài là con ông, hỡi Batasa, cho dẫu biết Ngài Ngài đã không hạ mình xuống trong lòng Trái lại Ngài đã dương dương tự đại chống lại Chúa Trời Chén bát của nhà người Người ta đã đem đến trước mặt Ngài Và Ngài cùng các đại thần Các cung phi thể nữ đã dùng mà uống rượu Ngài đã tán tụng những thần bằng và bạc Bằng vàng, đồng, sắt, gỗ, đá Những vật không thấy, không nghe, không tri thức Còn Thiên Chúa cầm trong tay sinh khí của Ngài và có dưới quyền người mọi đường đi nước bước của Ngài thì Ngài đã chẳng tôn vinh. Cho nên do tự người múc tay kia đã được sai đến và chữ viết kia đã được ghi chép và này đây chữ viết đã được ghi chép Mene Mene Ufasin và này đây lời ấy phải giải thích làm sao Mene tức là Thiên Chúa đã tính sổ triều ngài và đã thanh toán. Tơ well, ngài đã phải căng trên căng và thấy là thiếu hụt. Forest tức là nước của ngài bị chia ba chia tư và ban cho dân mê đi ba tư. Bấy giờ Batasa truyền mặt cẩm bào cho Daniel, đeo kiền vàng vào cổ ông và báo cáo về ông là ông được quyền như vị thứ ba trong nước ngay đêm ấy, batasa vua dân Candu bị giết. Và Darius người Medi đã lĩnh ngôi vua, năm 62 tuổi. Darius đã nảy sáng kiến đặt cai trị nước 120 vị bảo quốc để có mặt trên tất cả nước và trên họ có ba vị thừa tướng. Trong số ấy, Daniel là một. Các vị bảo quốc phải trình báo cáo cho các thừa tướng ngõ hầu nhà vua khỏi bị thiệt thòi và Daniel vượt trội hơn các thừa tướng và các vị bảo quốc bởi chân nơi ông có một thần khí siêu đẳng và vua đã đặt ý đặt và và vua đã có ý đặt ông cai tất cả nước bây giờ các thừa tướng và các vị bảo quốc kiếm cớ để bắt lỗi Daniel về việc triều chính nhưng tuyệt nhiên họ đã không tìm ra được một cớ hay một lỗi nào vì Daniel là người trung chính và không bắt gặp được một sơ suất hay một lỗi lầm nào nơi ông và các người ấy mới nói tên Daniel này ta sẽ chẳng kiếm ra được cớ nào đâu trừ phi là ta đi kiếm nơi lề luật của thằng y thờ mà hại y bây giờ các thừa tướng và các vị bảo quốc đỗ xô đi gặp vua họ tàu với vua hoàng đế Darius vạn vạn tuế chúng tôi tất cả các thừa tướng trong nước các viên động lý bảo quốc tư vấn và tổng trấn đã cùng nhau bàn là phải ra ngự sắc và ban hành lệnh cấm là trong vòng ba ngày là trong vòng ba mươi ngày hễ ai khẳng nguyện cầu kinh với bất cứ thần hay người nào trừ phi là ngài thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử vậy đây tâu hoàng thượng xin ngài ban ra lệnh cấm và châu phê văn kiện để được bắt di bắt dịch chiếu theo luật của dân Medy và Ba Tư một luật vô phương bãi bỏ bởi thế cho nên vua Darius đã châu phê văn kiện và lệnh cấm. Thoạt khi Daniel biết là văn kiện đã được châu phê, thì ông về nhà các cửa sổ trên gác của ông vẫn cứ mở hướng về Jerusalem và mỗi ngày ba lần ông vẫn quỳ gối mà cầu nguyện và ngợi khen trước thiên chúa của ông. Y như ông đã từng làm từ trước đến nay. Bây giờ các người, các người kia đổ xô lại và đã bắt gặp Daniel cầu nguyện vang sinh trước thiên chúa của ông. Họ mới đến bị kiến vua và tâu vua về lệnh cấm của vua. Ngài đã chẳng châu phê lệnh cấm sao? là trong vòng 30 ngày hễ ai cào khẳng với bất cứ thần hay người nào trừ phi là ngài tâu hoàng thượng cái ấy sẽ bị quăng vào hầm sư tử vua đáp lại và nói sự đã chắc rồi chiếu theo luật của dân mê Đi và ba tư một luật vô phương bãi bỏ bây giờ họ cắt tiếng nói với mặt vua có daniel thuộc nhóm lưu đày juda tâu hoàng thượng y đã chẳng đếm sự đến ngài và lệnh cấm ngài đã châu phê cứ mỗi ngày ba lần y đã khẩn nguyện cầu kinh của y nhà vua vừa nghe điều ấy thì rắc đổi phật lòng ông định bụng sẽ cứu daniel cho đến khi mặt trời đã xế ông vẫn cố gắng ông vẫn gấn công làm sao cho daniel thoát nạn xong những người kia đổ xô lại gặp vua và nói với vua tâu hoàng thượng ngài biết là luật của dân mê đi và ba tư là mọi lệnh cấm và sắc chỉ nhà vua đã ban hành thì phải bắt di bắt dịch bấy giờ vua truyền điệu daniel đi vào quan ông vào hàm sư tử vua lên tiếng nói với daniel thằng ngươi bền đổ phụng sự và thằng ngươi bền đổ phụng thờ chính ngươi sẽ chính người sẽ cứu ngươi người ta đã đem lại một khối đá và đặt trên miệng hầm và vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần mà niêm phong đá lại Để đừng có sự thay đổi vì nố của Daniel Đoạn vua lui về đền Ông qua một đêm Không ăn không uống Ông đã không cho triệu phi tầng đến trước mặt ông Và giấc ngủ của ông đã trốn đâu mất Vừa tảng sáng tinh sương Nhà vua trỗi dậy Ông hối hả lại hầm sư tử Vừa đến gần hầm bằng một giọng thảm não ông kêu giống vì phía daniel nhà vua lên tiếng nói với daniel daniel tôi tớ của thần sinh sống thằng ngươi bền đổ phụng thờ có thể cứu ngươi thoát sư tử không bấy giờ daniel thưa với vua hoàng đế vạn vạn tuế thiên chúa của tôi đã sai thần sứ của người khóa miệng sư tử khiến chúng đã chẳng làm hại được tôi bởi chân trước mặt người tôi đã được nhận ra là vô tội và cả trước mặt ngài tàu đức vua tôi cũng đã chẳng phạm lỗi gì bây giờ nhà vua rất đổi vui mừng ông truyền kéo daniel ra lên khỏi hầm daniel được kéo lên khỏi hầm không một vết thương trên mình bởi ông đã tin cậy vào thiên chúa của ông và vua truyền điệu những người kia đến những kẻ đã tố cáo daniel mà quăng xuống hầm sư tử chúng và vợ con chúng. Chúng chưa thấu nên hầm thì sư tử đã làm chủ được chúng và nghiền nát. Và nghiền tán xương cốt chúng. Bây giờ vua Darius thư cho tất cả các dân các nước các tiếng nói ở khắp cõi đất, bình an dạy tràn cho các người, chỉ dụ tự trẫm ban ra là trên toàn thể lãnh thổ đế quốc ta, thiên hạ phải kính vì giới sợ thần của daniel quả người là thằng sống quả người là thằng sinh sống đắng hằng tồn tại nước của người nước bất diệt chủ quyền của người còn mãi đến cùng người độ sinh người giải thoát người làm dấu lạ và điềm thiên trên trời dưới đất quả người đã cứu daniel khỏi mãnh lực sư tử ông daniel ấy đã công thành danh toại dưới triều darius và triều kiro người ba tư Năm thứ nhất đời Batasa vua Babel, Daniel trên giường nằm đã thấy chim bao và những thị kiến nơi đầu óc. Bây giờ ông đã viết lại chim bao bắt đầu câu chuyện Daniel cắt tiếng nói. Trong thị kiến tôi được ban đêm tôi mãi nhìn thì này. Bốn gió trời khuấy động biển cả và bốn mảnh thú to lớn khác nhau từ biển đi lên. Con đầu hết như sư tử, nó có cánh phụng hoàng. Tôi nhìn mãi cho đến khi nó bị giật mắt cánh và bị nhấc bỏng khỏi đất và đặt đứng chỏng hai chân lên như một người và lòng dạ người ta được ban cho nó và này một mảnh thú khác còn thứ hai nó giống như gấu nó được đặt dựng đứng có một bên và nơi mõm nó nơi hàm răng nó có ba cái xương sườn người ta phán bảo nó trỗi dậy ăn cho thật nhiều thịt sau đó tôi đang nhìn thì này một mảnh thú khác như con beo. Nó có bốn cánh chim trên lưng. Mảnh thú có bốn đầu và được ban bực quyền bính. Sau đó tôi đang nhìn vào thị kiến ban đêm thì này mảnh thú thứ tư dễ sợ đáng kinh và mạnh quá đổi. Nó có nanh sắc to lớn và vút đồng. Nó ăn, nó nghiền, còn gì sót lại Thì nó lấy chân chà đạp Nó khác tất cả các mảnh thú trước Nó có 10 sừng Tôi đang ngó kỹ các sừng thì này Có một sừng khác nhỏ hơn Lú lên giữa chúng Và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi Trước mặt nó Và này có những mắt như mắt người trên sừng ấy Và một cái miệng nơi và một cái miệng ăn nói lớn lối Tôi mãi nhìn cho đến khi ngai được đặt hàng Và đắng cao niên ngồi xuống Áo người trắng như tuyết Tóc đầu người như len phiếu trắng Ngai của người lửa hỏa hào Và bánh xe của người lửa cháy rực Một sông lửa cũng chảy Và xuất ra từ trước nha người Nga ngang hầu hạ người Vạn vạn đứng chầu trước nha người Pháp đình an tọa và sổ sách mở ra Tôi mãi nhìn bấy giờ vì tiếng rộn những lời lớn Vì tiếng rộn những lời lớn lối cái sừng kia nói Tôi mãi nhìn cho đến khi mảnh thú bị giết Và thay nó bị hủy và phó cho lửa thiêu Còn vì những mảnh thú Chúng bị tước mất quyền bính Nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời Một kỳ hạn Tôi mãi nhìn các thị kiến ban đêm thị này với mây trời như thể một con người đi đến ngài tiến lại đấng cao niên và người ta cho ngài xích lại trước nha người ngài được ban tặng quyền bính vinh dự vương triều tất cả các dân các nước các tiếng nói phải làm tôi người quyền bính của người sẽ không bị hủy tôi đa thằng khí tôi bồi hồi trong vỏ xác tôi và những thị kiến đầu óc tôi làm tôi kinh hoàng Tôi đã lại gần một vị trong những người đứng đứng chầu Và xin dạy tôi thật chăng thế nào vì tất cả các điều ấy Và Ngài đã nói và giải thích cho tôi biết tự sự Những mảnh thú to lớn ấy chúng là bốn con Tức là bốn vua từ đất trỗi dậy Trừ thánh là đắng tối cao sẽ lãnh lấy nước Họ sẽ chiếm hữu nước ấy mãi cứ mãi và luôn mãi đoàn tôi muốn được chắc về mảnh thú thứ tư mảnh thú khác hẳn tất cả các con thú dễ sợ quá đổi có nanh sắc và vút đồng nó ăn nó nghiền và còn gì sót lại thì nó lấy chân trà đạp và về mười sừng đầu nó về cái sừng khác kia lú lên khiến ba sừng phải rơi trước mặt nó về cái sừng về cái sừng ấy sừng có mắt và miệng ăn nói lớn lối và có vẻ lớn hơn các sừng khác tôi cứ mãi nhìn thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ cho tới khi đấng cao niên đến và thắng án được ban vì phần chư thánh của đấng tối cao và thời đã đến thời chư thánh được nước làm của mình Ngài nói thế này Mảnh thú thứ tư Sẽ có trên đất một nước thứ tư Khác hẳn các nước hết thảy Nó sẽ ăn tất cả cõi đất Và nó sẽ chà đạp Nó sẽ nghiền tán Còn mươi sân Tự nước ấy sẽ trỗi dậy mười vua Sau chúng Một vua khác sẽ trỗi dậy Nó khác hẳn các vua trước Và nó sẽ hạ ba vua nó sẽ nói những lời chống lại đánh tối cao nó sẽ dày vò chư thắng của đánh tối cao và định thay đổi tuần tiết vì lì lục họ sẽ phó nộp trong tay nó một thời vài thời và một nửa thời pháp định an tọa và người ta sẽ tước quyền bính nó mà tiêu diệt và hủy đi cho đến kỳ cùng nước với quyền bính và sự lớn lao của mọi nước khắp dưới bầu trời sẽ được ban cho chư thánh của đấng tối cao nước của người nước bền mãi và mọi quyền bính sẽ làm tôi và văn phục người đến đây câu chuyện chấm dứt tôi daniel các ý tưởng của tôi làm tôi quá kinh hoàng mặt tôi biến sắc và tôi đã giữ các lời ấy trong lòng tôi. Năm thứ ba triều vua Batasa, một thị kiến đã hiện đến cho tôi. Tôi, Daniel, sau thị kiến đã hiện đến cho tôi ban đầu. Tôi đang mãi nhìn vào thị kiến và xảy ra là trong khi nhìn thì tôi ở Susa, một thành trì trong hạt Elam. Trong khi nhìn thị kiến thì tôi ở trên bờ sông Ulai. Tôi ngước mắt lên nhìn, thì này, một cừu đực đứng đối diện bờ sông. Nó có hai sừng, hai sừng cao, một sừng cao hơn sừng kia. Sừng cao hơn ấy lại mọc sâu. Tôi thấy cừu đực hút tới phía Tây, phía Bắc và phía Nam. Và không có con vật nào cầm cự được trước mặt nó. Không ai tài nào giật thoát khỏi tay nó nó hoành hành tùy sở thích nó. Phần tôi, tôi đang tìm hiểu thì này, một dê đực từ phương mặt trời lặng đi đến, rảo khắp mặt đất và chân không đụng đất. Dê đực ấy có một cái sừng lù lụa giữa hai mắt. Nó đến từ nơi có cừu đực. Hai sừng tôi đã thấy đứng đối diện bờ sông. Nó song tới cừu đực với cả sức hùng hổ của nó Tôi thấy nó đã tới sát cạnh cừu đực Nó cấu tiết lên với cừu đực Đoạn nó phang cừu đực một cái Làm gãy hai sừng Cừu đực không còn sức cầm cự Trước mặt nó Nó tông cho cừu đực lăn chiên xuống đất Mà chà đạp Không ai tài nào giật thoát cừu đực Khỏi tay nó Dê đực lớn lên quá đổi nhưng đương sức thì cái sừng lớn bị gãy và bóng sừng lụ lồ lộ, lộ mọc lên thay theo bóng hướng gió trời. Từ một trong các sừng ấy, cái sừng nhỏ nhất đã ngôi lên một cái sừng nữa. Sừng ấy lớn lên quá mức về phía nam, về phía đông và về phía đất diễm lệ. Nó lớn lên thấu tận cơ binh trên trời và làm cho nhào xuống đất một phần cơ binh và một phần tinh tú rồi nó đã chà đạp chúng nó đã tự đại lắng ác cả đấng thống lĩnh cơ binh lễ tế hằng ngày dân kính người nó đã phế bỏ và trốn thánh điện của người nó đã bị quản xó cơ binh bị thí bỏ làm một với lễ tế hằng ngày nhân vì tội nghịch chân đạo nó đã quăng xuống đất Nó đã dám làm và nó đã thành công Và tôi đã nghe một vị thánh ngõ lời Và một vị thánh khác nói với vị đã ngõ lời Cho đến bao giờ nữa thị kiến còn kéo dài Lễ tế hàng ngày Tội nghịch tàn phá Cùng thánh bị phó nuột Và cơ binh bị trà đạp Và vị ấy nói với vị kia Cho đến 2.300 chiều và sáng, và thánh điện sẽ được phục hồi và xảy ra là trong khi tôi daniel tôi nhìn thị kiến và tìm hiểu thì này có như hình dáng một người đàn ông đứng trước mặt tôi và tôi nghe có tiếng người giữa sông u lai tiếng ấy gọi lớn và nói Raphael, hãy cho người này hiểu thị kiến và ngài đã đến bên cạnh chỗ tôi đứng thấy ngài đến nơi tôi thất kinh mà vặt mình sắp mặt xuống ngài đã nói với tôi hỡi con người hãy hiểu là thị kiến đem về thời cùng tận ngài đã ngỏ lời với tôi thì tôi ngắt liệm đi mặt sát đất ngài đụng đến tôi và đặt tôi đứng lên tại chỗ rồi ngài nói này ta thông tri cho ngươi điều sẽ xảy ra vào lúc cuối thời nghĩa nộ Quả thế kỳ hạn sẽ có cùng Cựu đực ngươi sẽ thấy có hai sừng Đó là các vua Mê Đi và Ba Tư Dê đực Long Lá là vua xứ Gia Văn Sừng lớn giữa hai mắt Tức là vua đầu hết Nó bị gãy Thì có bốn sừng đứng thay thế nó Đó là bốn vương quốc từ giữa nước ấy đứng lên nhưng không có sức mạnh của nó vào lúc triều đại của chúng mạc vận khi mà lũ ngụy nghịch vuông đã đầy lường thì một vua mặt lì đứng dậy một kẻ tinh thông giảo kế sức mạnh của nó nên hùng hậu nhưng không phải bởi sức mạnh của nó nó sẽ lòng hành làm những điều quái đản và nó làm là nó thành công nó sẽ làm bại hoại những đám người hùng hậu và dân chư thánh Vì nó xảo trí, mưu gian nơi Tây nó sẽ thành công Nó sẽ tự cao tự đại trong lòng Trong bất ngờ, nó sẽ làm cho lắm người bại hoại Nó sẽ dấy lên chống lại đấng thống lãnh của các thống lãnh Nó sẽ bị bẻ gãy, nhưng không do tay phàm Thị kiếu về chiều về sáng nói đây đó là sự thật Phàm ngươi lo giữ kiến thị kiến vì con chay ngay mới tỏ tôi daniel tôi thật chết ngất ốm liệt nhiều ngày đoạn tôi lại phục hồi và thi hành công việc của vua tôi những bồi hồi về thị kiến ấy và tôi vẫn không hiểu năm thứ nhất đời darius con của asur eric thuộc dòng giống medi người đã được tôn làm vua nước dân canh Năm thứ nhất triều ông Tôi, Darien Tôi đọc kinh điển và suy nghĩ về số những năm phải mãn Theo lời gia vi phán với tiên tri Jeremiah Trước khi cảnh điêu tàn của Jerusalem chấm dứt 70 năm Tôi đã ngước mặt lên với Đức Thiên Chúa Đức Chúa Thiên Chúa mà thiết tha nguyện cầu Nài xin với chay kiêng bao bị và tro bụi Tôi đã khẳng nguyện gia vi thiên chúa của tôi tôi đã xưng thú và nói ôi lạy chúa thiên chúa lớn lao và đáng sợ đắng giữ giao ước và lòng và lòng nhân với những ai yêu mến người và giữ các lệnh người truyền chúng tôi đã làm lỗi đã phạm tội đã làm trái chúng tôi đã ngỗ nghịch và rời xa lệnh truyền phán quyết của người chúng tôi đã không nghe các tôi tớ của người và các tiên tri những kẻ đã nhân danh người mà ngõ lời với các vua các tướng và cha ông chúng tôi cũng như với toàn dân trong xứ lạy chúa chính nghĩa thuộc về người còn thuộc về chúng tôi là hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay cho người juda và dân cư jerusalem cùng toàn thể israel ở gần ở xa nơi mọi xứ người đã xua chúng đến nhân vì tội phán phúc của chúng đối với người lạy gia Vê, thuộc về chúng tôi là hổ mặt hổ mày cho các vua các tướng và cha ông chúng tôi bởi chúng tôi đã lỗi phạm đến người thuộc về đức chúa thiên chúa của chúng dạ chảnh thương và sự dung thứ bởi chúng tôi đã ngộ nghịch với người chúng tôi đã không nghe tiếng của gia về thiên chúa của chúng tôi mà đi theo các luật lệ của người điều người đã đặt trước mặt chúng tôi nhờ trung gian các tôi tớ của người là các tiên tri toàn thể Israel đã phạm luật người và đã rời xa không nghe tiếng người nên đã trút xuống trên chúng tôi lời rủa thì đã chép trong luật Môse tôi tớ của Thiên Chúa vì chúng tôi đã lỗi phạm đến người người đã giữ vững các lời của người lời người đã phán trên chúng tôi và trên các thẩm phán xét xử chúng tôi là đã giáng xuống trên chúng tôi đại họa đánh đổi chưa từng xảy ra dưới bầu trời điều đã xảy ra cho đến cho Jerusalem như đã viết trong luật Môse tất cả các hỏa ấy đã giáng xuống trên chúng tôi thế mà chúng tôi đã không xoa dịu nhan gia về Thiên Chúa của chúng tôi là bỏ tội lỗi mà trở lại và để ý đến sự thật của người gia về tỉnh thức giữ lời đe giá họa người đã giáng họa xuống trên chúng tôi ấy vì gia về thiên chúa của chúng tôi nhân nghĩa trong mọi việc người làm và chúng tôi đã chẳng nghe tiếng người. Và nay lạy Chúa, thiên chúa của chúng tôi đấng đã, đã ra tay mạnh mẽ đem dân người ra khỏi Ai Cập và đã làm nên danh tiếng như có ngày nay. Chúng tôi đã lỗi lầm, chúng tôi đã làm trái lạy Chúa, chiếu theo các việc đại nghĩa của người hết thảy, xin khấn thu hồi cơn giận gay gắt của người khỏi thành của người Jerusalem, núi thánh của người vì chính lỗi tại chúng tôi và các tội của cha ông chúng tôi mà Jerusalem và dân của người đã nên mối sỉ nhục nơi mọi dân láng giềng chúng tôi. Và bây giờ lạy Thiên Chúa của chúng tôi Xin nghe lời cầu nguyện của chúng tôi tới người Và lời ban sinh của ngực của nó Xin chiếu rạng nha người trên thánh điện tan hoang của người Vì chính mình người lạy Chúa Lạy Thiên Chúa của tôi Xin ghé tai nghe Xin ghé mắt nhìn đến cảnh hoang tàn của chúng tôi Và thành tính đó danh người đã được keo khắng Vâng, không phải bằng vào những việc đức nghĩa của chúng tôi nhưng là cậy vào dạ chành thương lớn lao của người mà chúng tôi để lên trước nha người các lời van xin của chúng tôi lạy chúa xin khắng nghe lạy chúa xin dung thứ lạy chúa xin đối nhìn và ra tay xin đừng trì hoãn vì chính mình người lạy thiên chúa vì thành và dân của người đã được đội danh người tôi còn đang nói và khẳng nguyện cùng xưng thú lỗi lầm của tôi và lỗi lầm của dân tôi là israel và địa lên trước nhang gia về thiên chúa của tôi lời tôi vang sinh trên núi thánh của thiên chúa của tôi trong lúc cầu kinh tôi còn đang nói thì rapriel người mà tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu đã vụt bay đến cận kỳ bên tôi vào lúc cúng chiều ngài đến và phán bảo tôi ngài nói daniel Nay ta ra để cho ngươi được thông tường hiểu biết Ngươi Ngay khi ngươi bắt đầu vang sinh Thì lời đã ban ra và ta Đến để loan báo cho ngươi Quả ngươi là người được quý mến Có hiểu lời này Cố am hiểu thị kiến Đã khâm định 70 tuần Trên dân ngươi Và trên thành thánh của ngươi Để chấm dứt tội nghịch Để thanh toán lỗi lầm Để xá tội phạm để đem lại công chính mãi mãi để niêm ấn thị kiến và tiên tri để sức giàu cho điều cực thánh hãy lo mà biết mà tường từ lúc đời từ lúc lờ được ban ra báo trước về việc vãn hồi và xây lại Jerusalem cho đến vị được sức giàu lãnh tướng là 7 tuần trong vòng 62 tuần phố xá và hào lý sẽ được xây dựng lại nhưng trong những thời buổi quẩn bách sau 62 tuần một vị được sức giàu sẽ bị tiểu trừ mà không án xử thành và cung thánh dân của một lãnh tướng xâm lăng sẽ hủy hoại nhưng vận cùng của nó trong trận luật cho đến cùng chiến tranh đã quyết và phá phách tan hoang với đa số nó sẽ minh giao kết nội một tuần trong nửa tuần nó sẽ bắt đình chỉ tế tự và cúng bái trên cánh tế đàn đùa ghê tởm hoang tàn cho đến khi án tận tuyệt và điều quyết phải đổ xuống Dây kẻ phá phách tan hoang năm thứ ba đời Kiro vua Ba Tư có lời mặc khải cho Daniel cũng có tên gọi là Besasa lời chân thực một đại chiến lời ấy ông đã am hiểu am hiểu đã ban cho ông trong thị kiến trong những ngày ấy tôi Daniel tôi đã cư tang ba tuần chẳng từng ngày tôi đã không ăn những đồ sang quý rượu thịt đã không vào miệng tôi Tôi đã không sức giàu thơm cho đến khi mãn ba tuần chẳng từng ngày Ngày 24 tháng thứ nhất Tôi ở ven sông cả tức là Tigra Tôi ngước mắt nhìn lên thì này Một người mặc trúc bao ngang lưng thắt đai vàng vàng rồng Thân mình ngài như ánh kim châu Mặt ngài như dáng vẽ chớp lòe Đôi mắt như đuốc lửa Cánh tay và chân ống ánh như thao đánh đốc đánh bóng Tiếng của ngài như tiếng cả đám đông chỉ có một mình tôi, Daniel, tôi đã thấy thị kiến. Những người ở với tôi đã không thấy thị kiến ấy. Nhưng họ bị kinh hãi xâm nhập khiến họ đã phải chạy trốn ẩn mình. Vậy chỉ còn lại mình tôi và tôi đã nhìn thấy thị kiến lớn lao ấy. Trong tôi không có một sức lực nào. Dung mạo tôi tái mét như thay ma, sức lực tôi không còn phương giữ lại. Tôi nghe tiếng lời ngài. Vừa nghe tiếng lời ngài, tôi đã chết điếng dập mặt xuống đất và này một bàn tay đụng đến mình tôi giặt nảy tôi cho tôi chỗ dậy trên đầu gối và bàn tay tôi Và Ngài nói với tôi Daniel Người được quý mến Hãy chú ý vào các lời ta sắp nói với người Hãy đứng dậy tại chỗ người đứng Vì này ta đã được sai đến với người Trong khi Ngài nói với tôi điều ấy Thì tôi đã đứng dậy mà cứ run cầm cập Ngài nói với tôi Daniel đừng sợ vì từ ngày đầu ngươi đã khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu bằng cách chay kiên hạ mình trước nhan thiên chúa của ngươi thì các lời ngươi đã được nhậm và ta ta đến chính vì các lời của ngươi thằng sứ tướng nước ba tư đứng cự lại ta hai ngày và này Michael một trong các tướng hàng đầu đã đến trợ lực với ta ta đã để ngài lại đó bên cạnh tướng các vua ba tư và ta để cho người hiểu điều này xảy ra đến cho gian người vào lúc niên cùng thế tận vì đây là thị kiến về những ngày ấy. Trong khi Ngài nói với tôi những lời như thế, thì tôi gục đầu xuống đất và ra cắm khẩu. Và này, có gì tờ một kẻ thuộc hàng con cái loài người đụng vào tôi, đụng vào môi tôi, tôi liền mở miệng được và nói được lanh lời. Tôi nói với đắng ở đằng trước tôi. Thưa Đức ông, vì thị kiến mà những quần quại đổ xuống trên tôi và sức lực tôi không còn phương giữ lại. Làm sao tôi tớ của Đức ông đây có thể nói được lên lời với Đức ông tôi đây khi mà từ nay sức lực của tôi đã rã rời và một chút hơi thở cũng không có trong tôi. Bây giờ đắng hình tợ người ta lại đụng đến tôi lần nữa mà làm cho tôi nên mạnh mẽ. Và Ngài nói đừng sợ hỡi người được quý mến bình an cho ngươi hãy ở mạnh mẽ hãy ở mạnh mẽ người vừa nói với tôi thì tôi đã nên mạnh mẽ và tôi nói xin đức ông cứ ngỏ lời vì ngài đã làm tôi nên mạnh mẽ bấy giờ người nói ngươi có biết tại sao đến với ngươi không ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không nay ta phải trở lại nghinh chiến với thằng sứ tướng của ba từ ta vừa ra khỏi vòng chiến ấy thì nay thằng sứ tướng của Javan Van Đen ta sẽ báo cho người biết điều đã không định trong sớt thực sự thật và không có một ai tăng sức cho ta đấu với các vị ấy trừ phi là Michael thằng sứ tướng của các người và ta năm thứ nhất đời Darius người Medi ngài là điểm tựa của ta làm kẻ tăng sức và chống đỡ ta Bây giờ ta sẽ báo cho ngươi biết sự thật Này, sẽ còn ba vua đứng lên cho ba tư Vua thứ tư sẽ nên giàu có Của cái vượt Của cái nhiều vượt hết mọi người Khi đã nên mạnh nhờ của cái Thì ông sẽ huy động mọi người đánh nước Gia Vàn. Và một vua võ biển sẽ đứng lên với quyền bính bá chủ bao la Ông sẽ thống trị và hoành hành tùy sở thích ông Nhưng ông vừa mới đứng lên Nước ông sẽ bị gãy Và phân mảnh theo bốn phương gió trời Nhưng không phải cho hậu duệ của ông Không có quyền bá chủ nào được như ông thống trị Vì nước ông sẽ bị nhổ cả rễ mà trao tay cho những người khác họ Vua phương Nam sẽ nên mạnh nhưng trong hàng tướng lãnh của ông có người sẽ nên mạnh và chống lại ông vua ấy sẽ thống trị với quyền bá chủ bao la hơn quyền ông sau ít năm cùng nhau họ kết thân và một công chúa của vua phương nam sẽ đi tới với vua phương bắc để gây tình hữu nghị nhưng nàng sẽ chẳng duy trì được sức lực bỡ đỡ và dòng giống ông sẽ không vững nàng sẽ bị thí đi nàng những người hộ tống nàng con nàng kẻ gây thế lực cho nàng trong thời buổi ấy một chồi do cùng một góc như nàng sẽ đứng lên thay cha y đào quân nhập ngũ y sẽ vào tặng tuyệt y sẽ vào tặng trong tuyến phòng thủ của vua phương bắc y sẽ hoành hành chống lại họ và nên mạnh cả các thần của họ cùng với tượng đúc và những đồ sang quý bạc vàng của họ Y sẽ đem về Ai Cập làm chiến phẩm Một ít năm Y sẽ án binh bất động xua vua Bất động xa vua phương Bắc Vua này sẽ đến vua phương Nam Nhưng rồi ông sẽ quay về lại lãnh địa, địa sở của ông Các con ông sẽ giấy binh và chiêu mộ đám đông Của đạo binh đông đảo Một người đã đến Và như nước lục sẽ ngang qua rồi trở lại Và chúng sẽ giấy binh cho đánh tận cùng tặng đồn ái của vua phương Nam. Vua phương Nam sẽ phản út và xuất binh giao chiến với y vua phương Bắc. Ông chiêu binh mộ tướng một đám đông đông đảo và đám đông của y sẽ nộp trong tay ông. Đám đông của địch tiêu tán, lòng ông phấn khởi, ông sẽ hạ từng vạn. Nhưng ông sẽ không kiên cường, vua phương Bắc lại chiêu binh mộ tướng lần nữa. Một đám đông đảo hơn trước và sau một khoảng thời gian ít năm, ông sẽ đến với một đạo binh lớn lao và quân trang thật nhiều. vào thời ấy, lắm người sẽ giấy lên chống lại vua phương nam, sẽ có lũ hung đồ, thuộc dân người sẽ giấy lên chống đỡ, muốn chống đỡ thì kiến, nhưng chúng sẽ thất bại. vua phương bắc sẽ đến, ông sẽ đắp lũy và chiếm được một thành trọng yếu. Các cánh tay trong phương Nam sẽ không cầm cự nổi Và binh tinh nhuệ của phương Nam cũng không có sức cầm cự Kể đến đánh phương Nam sẽ hoành hành tùy sở thích Sẽ không ai cầm cự lại trước mặt ông Ông sẽ dừng lại trên giang sơn gấm vóc Quyền tặng diệt nơi tay ông Ông sẽ nhất quyết đến thị y trên toàn nước ấy Nhưng ông sẽ phải nghị hòa với vua phương Nam Và đem quý nữ gã cho muốn hủy hoài nước ấy nhưng sự đã không thành việc sẽ không xảy ra như ý ông ông sẽ quay mặt về phía duyên hải cù lao và chiếm và chiếm được nhiều vùng nhưng một tướng công sẽ làm ông hết sắc sược mà ông sẽ thị, không thể trả đũa lại sắc sược với y ông sẽ quay mặt vì những đồn ải xứ ông nhưng ông sẽ lăn nhào ngã gục và không còn gặp thấy nữa một người khác đứng lên thấy ông một người khác đứng lên thay ông Y sẽ sai, sai người với cả ngự giá hộ tống đi tróc thuế. Trong khoảng một vài ngày, Y sẽ bị bẻ gãy. Nhưng không vì nóng giận, cũng chẳng phải ngoài trận. Một tên bị ổi đứng lên thay. Người ta sẽ chẳng cho Y đáng được uy phong vương giả. Nhưng Y sẽ tiến cách bình thản và lấy dạo kế củng cố ngôi vua. Những mãnh lực của trận lục chống đối sẽ bị lút trước mặt Y và bị bẻ gãy cả vị lãnh đạo một giao ước cho dù có liên minh với y y vẫn dùng lừa bịp xử trí và y sẽ thăng tiến sẽ nên hùng cường với một ít thủ hạ một cách bình thản y sẽ đi đến những vùng màu mỡ trong hạt và y sẽ làm những điều mà cha ông y tổ tiên của cha ông y không làm chiến phẩm của hôi tài sản y sẽ tung vải cho thủ hạ y đồ mưu đánh các trì thành trì nhưng chỉ đến một thời nào thôi y sẽ huy động lực lượng và can đảm đánh vua phương nam với một đạo binh lớn vua phương nam cũng giấy binh sung trận với một đạo binh lớn hùng hậu quá đổi nhưng ông sẽ không cầm cự được vì người ta mưu phản ông và những kẻ ăn thịnh soạn của nhà vua sẽ bẻ gãy thế lực ông đạo binh của ông sẽ bị lúc tràn thay ma ngã gục ngổ ngang Hai vua lòng tính hại nhau, Sẽ cùng nhau bột bàn mà nói dối lừa nhau, Nhưng sự chẳng thành, Vì con chờ mút cùng hạn định, Và y sẽ trở thành, Và y sẽ trở về sứ y với tài sản lớn lao, Nhưng lòng y quyết hại giao ước thánh, Y hoành hành, Rồi y sẽ về sứ, Đến kỳ hạn, Y sẽ trở lại phương Nam lần nữa, Nhưng rốt cuộc sẽ không như đầu cuộc, thuyền bè kích tim sẽ đến trên này y sẽ thất đảm y sẽ quay trở về và trút út ức trên giao ước thánh y sẽ hoành hành và thông đồng ăn ý với những kẻ bỏ giao ước thánh theo lệnh y binh lực giấy lên và phạm đến thánh điện đầu ngải chúng sẽ bãi đi lễ tế hàng ngày chúng sẽ lập nên đùa ghê tởm hoang tàn y sẽ dùng lời thơn thớt ngọt ngào làm bộ giáo những kẻ ác những kẻ ác phạm trên giao ước nhưng dân biết thiên chúa của mình sẽ nên kiên cường và họ sẽ hoạt động những kẻ sĩ trong dân sẽ thông hiểu biết cho nhiều người và họ sẽ ngã gục gươm đâm lửa đốt lưu đồ và tước đoạt nhiều ngày vào thời họ phải lao đao họ sẽ được chút ít trợ giúp nhiều kẻ sẽ liên kết với họ theo kế hoạch đầu trong hàng kẻ sĩ Có những kẻ sẽ ngã gục một thời Để có được nơi hàng thử bằng lửa Thanh luyện và phiếu trắng tinh cho đến kỳ cùng Vì còn chờ hạn định Vua sẽ hoành Vua sẽ hoành hành tùy sở thích y sẽ dương dương tự tôn lên trên mọi thằng y sẽ thốt ra những điều Quái đảng chống lại thiên chúa Của cả chư thần y sẽ thành công Cho đến thời nghĩa nụ chấm dứt vì điều này đã quyết tắc sẽ thành sự Y sẽ không đếm xỉa đến các thần của tổ tiên Y Y cũng chẳng đếm xỉa đến thần cưng của nữ giới Hay bất cứ thần nào khác Vì Y tự tôn lên trên mọi sự Y tôn thần các đồ ngải thay cho mọi thần Thần mà tổ tiên Y không biết đến Y tôn sùng với vàng bạc, châu ngọc và những đồ sang quý Y đặt dân của thần xa lạ làm quân trú đóng kẻ nào y nhìn nhận y lấy vinh sang hậu đại y cho chúng cầm quyền trên nhiều người khác và phân pháp cho đất đai với một giá cả nào đó đến thời cùng tặng, vua phương nam sẽ chạm trán với y và vua phương bắc với xa, mã kỵ binh thuyền bè vô số tấn công vua phương nam như vũ bão y sẽ xông vào các xứ và như nước lục y sẽ tràn qua y sẽ đến giang sơn gấm phóc và nhiều người sẽ ngã gục. Nhưng những kẻ này sẽ thoát khỏi tay y, Edom, Boab và số sót con cái Amon. Y sẽ với tay trên các xứ đắc Ai Cập sẽ không thoát. Y sẽ làm chủ những bảo tàng bằng bạc và mọi đồ sang quý Ai Cập. Dân Liby và Cush sẽ cùng y dõi theo nước bước những tiếng đồn từ phương đông phương bắc làm y kinh hoàng đùng đùng nóng giận y sẽ xuất chinh để hủy diệt để hiến phù tru di nhiều mạng trướng vàng hành cung y sẽ cấm giữ biển cả và núi thánh của giang sơn gấm bóc và y sẽ đi đến cùng đi đến tận cùng của y mà không người tiếp viện thời ấy sẽ đứng lên Mikael vị tướng cả kẻ đứng bên con cái dân ngươi thời sẽ là thời quẫn bách như chưa từng có cho đến bây giờ nhưng thời ấy dân ngươi sẽ thoát nạn mọi kẻ gặp thấy ghi danh trong cuốn sách và trong những kẻ nằm ngủ trong bụi trong đất bụi nhiều kẻ nhiều người sẽ thức dậy kẻ thì dành cho sự hằng sống kẻ sẽ chuốt lấy ô nhục làm đùa gớm ghiếc muôn đời kẻ sĩ sẽ, sẽ sáng chói như ánh quang vòm trời và những kẻ đã giải kết cho nhiều người sẽ như tinh sao muôn đời muôn kiếp còn ngươi Daniel hãy giữ kín các lời ấy hãy niêm phong cuốn sách cho đến thời cùng tặng lắm kẻ sẽ đôn đáo đi tìm và tiên và tri thức sẽ gia tăng tôi Daniel tôi nhìn thì này có hai người khác một người đứng trên bờ sông bên này và một người đứng trên bờ sông bên kia và một người nói với người mặc trút bao binh trên nước sông cho đến bao giờ nữa mới là cùng tặng cho những điều quái đản ấy và tôi đã nghe thấy người mặc trúc bao bên trên nước sông ngài giơ tay phải và tay trái lên trời mà thề nhân danh chúa hằng chúa mà thề nhân danh đấng hằng sống cho đến một thời vai thời và một nửa thời khi nào y của dân thánh hết bị chà đạp thì bấy giờ tất cả các điều ấy sẽ hoàn tất tôi đã nghe mà không hiểu Tôi mới nói thưa đức ông chung cuộc có các điều ấy sẽ làm sao Ngài nói đi Và Ngài nói Đi đi Daniel vì các lời ấy được giữ kiến niêm phong cho đến thời cùng tận Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện phiếu trắng tinh Thử bằng lửa ác nhân sẽ cứ làm ác Không ác nhân nào sẽ hiểu Còn kẻ sĩ sẽ hiểu Từ thời lễ tế Hằng ngày bị bãi Và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên 1.290 ngày Phúc cho kẻ trong đợi và đoạt tháo 1.335 ngày Và ngươi hãy đi cho đến mút cùng Ngươi sẽ được an nghỉ Và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi Vào lúc cùng tặng những ngày thời gian Có một người kia ở tại Babylon tên là Joachim Ông lấy vợ tên là Susanna Con gái ông là Helkia xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Chúa Cha mẹ là những người đất nghĩa nên đã dạy dỗ con rập theo lệ luật mô xê Và Do-a-kim là người rất giàu có Ông có sát cặn nhà một thửa vườn Những người Do Thái thường hay lui tới nhà ông vì ông là người có thế giá lớn hơn hết mọi người Người ta đã bổ nhiệm hai kỳ một chọn trong chọn trong dân làm thẩm phán năm ấy Vì họ Đức Chúa đã phán Từ Babylon sự vô đạo đã phát xuất do bởi hàng kỳ một những kẻ làm thẩm phán và dường thể như cai trị dân họ thường lai vãng nhà dua kim và mọi người có tranh tụng thì đến với họ xảy ra là trưa đánh dân chúng rút ra về thì susanna vào đi dạo trong vườn của chồng nàng hai kỳ lão ngày ngày thấy nàng vào vườn dạo và vì nàng chúng đã đĩa mình chiều theo dâm dục Chúng ra tay tà vậy để mắt lương tri Chúng quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời Và chẳng thấy căng nhắc thị phi Cả hai đều phải lòng mê, phải lòng nàng mê mệt Nhưng chúng không dám nói với nhau biết vết thương lòng của chúng Vì chúng hổ ngươi Dám đâu nói ra lòng dâm dục của chúng Làm chúng muốn được tư thông với nàng Ngày ngày chúng hâm hở rình sao cho được thấy nàng chúng nói với nhau, thôi, ta về nhà. đến giờ ăn trưa rồi và chúng chia tay nhau đi ra. nhưng ngay đó chúng đã lui lại và không hẹn mà hò. chúng đã cùng đi đến một chỗ hỏi nhau. chúng mới vỡ lẽ là mà thú thập tình dục của chúng và bây giờ chúng định với nhau lúc nào chúng sẽ có thể gặp nàng một mình xảy ra là trong khi chúng rình chờ ngày tốt dịp may Thì susana vào vườn như ngày qua ngày kia Với hai đứa tớ gái mà thôi Và vì trời nóng bức nàng muốn tắm trong vườn Trong vườn chẳng có ai cả Ngoài hai kỳ một nấp đó mà rình xem nàng Nàng bảo hai đứa tớ gái Đem lại cho ta dầu thơm và bùa hòn sát mình Rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm Chúng đã làm như nàng bảo và đóng cửa vườn Đoạn chúng đi Đoạn chúng đi ra theo cửa hậu Để đem vào những vật chúng đã lĩnh đi lấy Chúng không biết là các kỳ mục đã nấp bên trong Các đứa tớ gái vừa ra thì hai kỳ mục trồm dậy và chạy ùa vào Và chạy ùa đến với nàng Chúng nói này cửa vườn đã đóng Không ai trông thấy chúng mình Chúng tôi đại mê mết vì nàng Hãy vui lòng nghe theo chúng tôi mà thuộc về chúng tôi đi, bằng không chúng tôi sẽ làm chứng cớ hại cho nàng là có một thằng trai đã ở với nàng. Và chính vì thế, nàng đã bảo với các tớ gái lui ra để nàng lại. Susanna thở dài và nói, đàn nào cũng kẹt, vì nếu làm thế thì tôi phải chết, mà không làm thế thì cũng không thoát tay các ông. Nhưng thà đừng làm mà xa tay các ông Còn hơn là phạm tội trước mặt chúa Susanna mới kêu lớn tiếng Hai kỳ một kia cũng kêu lên ác nàng đi Và một trong hai người chạy đi mở cửa vườn Người nhà vừa nghe tiếng kêu trong vườn Vừa nhảy xô vào phía cửa hầu Để xem sự gì đã xảy ra cho nàng Khi các kỳ mục đã phân phô lời lẽ của nàng thì các tôi tớ rất lấy làm xấu hổ vì chưa hề nghe nói Susanna như thế bao giờ. Và xảy ra là hôm sau, khi dân chúng đã tụ họp ở nhà Joachim chồng nàng, thì hai kỳ một kia đến đầy những ác ý định tội ác báo hại Susanna, quyết làm cho nàng bị xử tử. Trước mặt dân chúng nói, hãy sai người đi điệu Susanna con của Hefgia, tức là vợ của Joachim, và người ta đã Sai người đi Nàng đến với cha mẹ, con cái Và mọi người thân thích Susanna rất là duyên dáng Và nhan sắc xinh đẹp Các tên phi pháp ấy Truyền lặt khăn nấp của của nàng Đi vì nàng có choàng khăn Để được no thỏa sắc đẹp của nàng Kẻ thân người dân Ai ai thấy nàng Đều phải sớm nước mắt Hai kỳ một đứng dậy giữa đám dân Đặt tay trên đầu nàng còn nàng vừa khóc ngó lên trời Lòng những trong cậy vào chúa Các kỳ lão nói Trong khi chỉ có một mình chúng tôi đi dạo trong vườn Thì thị này đi vào với hai đồng nữ Nó đóng cửa vườn lại Và cho các đồng nữ lui ra Và một trai đã nấp sẵn đó Bây giờ đã đến với nó và nằm với nó Chúng tôi đang ở gấp vườn bên kia thấy điều vô luôn Thì đã chạy lại nơi chúng và đã thấy chúng giao hợp với nhau. Thằng đó, chúng tôi đã không thể chụp nó chụp chúng được vì nó mạnh hơn chúng tôi. Nên nó đã mở cửa mà lao mình được. Còn thị này chúng tôi chụp được và hỏi thằng kia, thằng trai kia là ai, nó đã không muốn nói cho chúng tôi biết về những điều này chúng tôi xin làm chứng. Và cộng đoàn đã tin chúng như những kỳ mục của dân và như những vị thẩm phán và người ta đã lên án tử cho nàng bây giờ susanna kêu lớn tiếng và nói lầy thiên chúa hằng có đấng thấu biết những điều kính ẩn và am tường mọi sự trước sự xảy ra người biết là họ đã làm chứng dối hại tôi và nay tôi phải chết dẫu đã chẳng làm một điều nào trong các điều chúng có ác ý vu cho tôi và chúa đã nghe tiếng nàng trong lúc nàng bị điệu đi tử hình Thiên Chúa đã giác đã giác tỉnh thần khí linh thánh của một đồng tử còn trẻ tên là Daniel. Trẻ ấy kêu lên lớn tiếng: Tôi sập tay trong việc đổ máu người này. Toàn dân quay nhìn trẻ ấy và nói: Thế nghĩa là gì? Lời em vừa nói. Trẻ ấy đứng giữa họ và nói: Các người điên đến thế sao? Hỡi con cái Israel, không xét xử cũng chẳng tìm manh mối các người đã kết án một nữ tử israel hãy trở lại tòa án quả các lão kia làm chứng gian hại người này toàn dân vội vàng lui lại các kỳ mục nói với trẻ ấy lại đây ngồi giữa chúng tôi cho chúng tôi biết em nghĩ sao vì thiên chúa đã cho em tư cách một bậc lão thành rồi daniel nói với họ hãy tách chúng ra xa nhau tôi sẽ xử tội chúng Người ta tách chúng xa nhau rồi Thì Daniel cho gọi lại một người Và nói với hắn Hỡi tên già đầu trong sự giữ kia Nay tội lỗi ngươi đã phạm trước kia sẽ dán xuống trên ngươi Bao lần ngươi đã xử bất công Kết án người vô can Tha bổng kẻ có tội Trong khi Chúa phán Kẻ vô can, người đức nghĩa, người chớ có giết Vậy bây giờ, giả như ngươi đã thấy bà kia Thì hãy nói, Ngươi đã thấy họ tâm sự với nhau ở dưới cây nào? Tên ấy đáp, dưới cây trắc. Daniel mới bảo, ngươi đã nói dối láo trắng trợn, làm mất đầu ngươi. Vì kia thằng sứ của Thiên Chúa đã định, đã được lịch, lịnh chặt ngươi làm hai. Hãy phiên ấy Daniel truyền dẫu tên kia vào. Đoạn nói với hắn, nòi Canaan, chứ đâu có phải dòng giống Judah sắc đẹp đã mê hoặc ngươi dâm dục đã làm cho ngươi ra tà vậy các ngươi đã xử như thế nào với người con gái israel và chúng nó vì cả sợ mà tư tình với các ngươi chứ con cái juda chịu đựng sao được thói vô luôn của các ngươi vậy bây giờ hãy nói cho ta hay dưới cây nào ngươi đã chụp bắt được chúng tâm sự với nhau hắn nói dưới cây dẻ daniel mới bảo hắn Ngươi đã dối láo trắng trợn làm mắt đầu ngươi Vì thằng sứ của Thiên Chúa đang chờ sẵn kiếm Để xẻ ngươi làm hai Để tru diệt các ngươi đây Bây giờ tất cả cộng đoàn Kêu lớn tiếng và họ chúc tụng Thiên Chúa Đắng cứu thoát những kẻ trong khầy vào người Họ đã dây lên chống lại hàng kỳ mục Vì Daniel đã bắt được quả tang nơi miệng chúng Là chúng đã làm chứng gian và người ta đã xử với chúng như chúng đã có ác ý hại người đồng loại để làm theo luật mô xê người ta đã xử tử chúng và ngày ấy máu vô tội đã khỏi bị đổ ra heo kia và vợ ông đã được ngợi khen thiên chúa đã ngợi khen thiên chúa vì susana con gái họ là một với Dô-anh kim chồng nàng và tất cả những người thân thích bởi vì nơi nàng đã không gặp thấy một điều gì là khiếm nhã và Daniel đã nên lớn lao trước mặt dân từ ngày ấy và suốt mãi về sau. Vua Atiage đã quy hồi tổ tiên và Kiro người Ba Tư đã hưởng thụ nước ông. Và Daniel là người đồng bàn ngự thiện và có thế giá hơn mọi người thân hữu của vua. Dân Babylon có một thần tượng tên là Beo. Thần tượng ấy mỗi ngày người ta phải tốn 12 gia tinh hoa bột mì, 40 con bò và 6 chum rượu vua cũng sùng bái thần tượng ấy mỗi ngày nhà vua nhà vua đi lạy nó còn daniel ông thờ lạy thiên chúa của ông vua nói với ông tại sao nhà ngươi không bái lại beo daniel thưa hạ thần không sùng bái những thần tượng do tay người phàm ra do tay phàm làm ra nhưng là thần sống đấng dựng nên trời đất và có chủ quyền trên mọi xác phàm vua nói với ông sao ngươi cho beo không phải là thần sống ư Ngươi lại không thấy ngài ăn, ngài uống những gì mỗi ngày sao? Daniel cười và nói, Tàu Đức Vua, xin ngài đừng làm, xin ngài đừng lầm. Vì thần tượng ấy bên trong là đất thó, bên ngoài là đồng, và chẳng bao giờ ăn uống. Vua nổi giận cho triệu các tư tế của thần tượng lại và nói với họ, Các ngươi mà không nói thật với ta, ai ăn đồ cúng, thì các ngươi sẽ phải chết. Còn nếu các ngươi chứng tỏ được là chính bèo ăn các đồ vật ấy thì Daniel sẽ phải chết vì y đã dám lộng ngôn đến bèo. Daniel nói với nhà vua: "Xin y theo lời ngài. Các tư tế của nhà bèo là 70 người, không kể đàn bà và trẻ em. Vua cùng các Daniel đến đền của bèo. Các tư tế của bèo tàu này các bài tôi đây xin rút lui ra khỏi ra ngoài." Còn Ngài Tâu Đức Vua xin Ngài cho đĩa thức ăn và trước tử đặt lên Đoạn xin Ngài đóng cửa và lấy ấn niêm phong lại Sáng mai Ngài đến Nếu Ngài không thấy mọi sự Bèo đã ăn rồi Thì các bầy tôi đây xin chịu chết Bằng không thì chính Daniel phải chết Vì ông ấy đã vu oan cho các bài tôi tôi đây Họ đã khinh thường vì họ đã làm bên dưới sàn bàn Một ngõ bí mật họ quen đi theo ngõ ấy mà vào ăn sạch đồ cúng xảy ra là khi bọn họ đã ra và vua đã cho thiết dọn thức ăn cho bèo thì daniel truyền cho các tiểu đồng của ông đem cho lại và rất khắp cả nội điện trước mặt một mình vua mà thôi rồi người ta đi ra và đóng cửa lại cùng niêm phong bằng ngắn của vua đoạn mọi người ra về theo thói thường của họ các tư tế đã đến bàn đêm cùng với vợ con họ và họ đã ăn uống hết sạch mọi sự sáng ngày vua cùng với daniel đã đến rất sớm vua nói daniel còn niêm phong còn nguyên vẹn con niêm phong còn nguyên vẹn không ông đáp tâu đức vua còn nguyên vẹn xảy ra là khi người ta vừa mở cửa ra và vua nhìn lên soạn bàn thì ông kêu lên lấy thằng beo Ngài thật lớn lao và nơi ngài không có gì gian dối. Daniel cười và ông cầm vua lại. Xin vua đừng đi vào bên trong. Rồi ông nói, xin ngài nhìn xuống nền nhà và nhận ra những vết chân kia là của ai. Vua nói, ta thấy vết chân đàn ông, đàn bà và trẻ con. Bây giờ vua nổi giận, truyền tốn cổ các tư tế và vợ con họ. Họ chỉ cho vua thấy những cửa bí mật đã dùng để đi vào mà tiêu thụ những gì có trên soạn bàn. Vua đã truyền giết họ đi và trao beo cho Daniel mặc ý ông. Ông đã phá hủy thần tượng và đền thờ của nó. Bây giờ có một con rồng lớn, dân Babylon sùng bái nó. Vua nói với Daniel, người không thể nói được là thằng này không phải là thằng sống. Vậy hãy thờ lại đi, Daniel đáp. Tôi thờ lại Chúa, tức là Thiên Chúa của tôi, vì Ngài mới là thằng sống. Và ngày tâu đức vua, Ngài ban phép, và tôi sẽ giết con rồng mà chẳng cần đến gươm hay gậy gọc. Vua nói ta bàn phép đó Daniel đã lấy dầu chai mỡ và lông thú Ông nấu tất cả với nhau mà làm một chiếc bánh Đoàn ông bỏ vào miệng rồng rồng ăn rồi thì đứt bụng và ông nói coi cái đùa các người thờ đó xảy ra là khi dân babylon nghe tin thì họ đã rất phẫn uất họ hùa tập cùng nhau chống lại nhà vua và nói vua đã trở thành do thái ông đã lật đổ thần bao đã giết long thần và đã hạ sát các tư tế họ kéo tới yết kiến vua họ nói với vua xin nộp daniel cho chúng tôi chẳng vậy chúng tôi sẽ giết ngài và cả gia đình ngài nữa Vua thấy mình bị họ bức bách nguy quá thì bắt đắc dĩ đã nộp Daniel cho họ. Họ đã tống Daniel vào hầm sư tử. Ông đã phải ở trong đó 6 ngày. Trong hầm sư tử có 7 con sư tử, thường ngày người ta vắt cho chúng hai thay người và hai con cừu, nhưng bây giờ người ta đã không vắt gì cho chúng để chúng ăn thịt Daniel. Bây giờ tiên tri Habacuc đang ở Judea Ông nấu canh và bẻ bánh bỏ vào chiếc phạn Và ông ra đồng đem cho thợ gặt Thiên thần chúa phán bảo Habakkuk Hãy đem bữa ăn người bới đó đến Babylon Cho Daniel trong hầm sư tử Habakkuk nói thưa đức ông Tôi chưa hề biết Tôi chưa hề thấy Babylon Làm sao tôi biết được hầm sư tử Thiên thần chúa đã chụp lấy chỗm đầu ong Và nấm tóc ông mà đem đến Babylon Vụ một cái Trong thần khí Ngài đã đặt ông trên miệng hầm Ha Ba Cốc kêu lên rằng Daniel hãy nhận lấy bữa ăn Thiên Chúa đã gửi đến cho ông Daniel nói lạy Thiên Chúa Người đã nhớ đến tôi Và đã không bỏ những ai yêu mến người Daniel đã chỗ dậy ăn Còn thằng sứ của Thiên Chúa Ngay lúc ấy đã Hoàng Ba Ha Ba Cốc về nơi ông ở Đến ngày thứ bảy Vua tới than khóc Daniel Vua đến trên hầm và ngó vào thì này Daniel đang ngồi đó. Vua liền kêu lớn tiếng mà nói: "Người thật lớn lao lại thiên chúa, thiên chúa của Daniel, ngoài người không có thằng nào khác nữa." Vua đã cho kéo Daniel ra, còn những kẻ chủ mưu hãm hại Daniel thì vua đã cho tống vào hầm và lập tức chúng đã bị nghiến ngấu trước mặt vua.